Theo thông tin do đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế công bố, thì công tác hàn nối đoạn cáp quang bị đứt ngoài khơi Việt Nam, phân đoạn Vũng Tàu-Hồng Kông đã được hoàn tất. Bắt đầu từ ngày hôm qua, các nhà khai thác viễn thông tại Việt Nam đã khôi phục đầy đủ lưu lượng Internet trong nước đi quốc tế qua tuyến cáp quang này. Như vậy, thời gian hoàn tất sửa chữa tuyến cáp quang đã được rút ngắn so với dự kiến ban đầu vào ngày 9 tháng 1. Trước đó, một sự cố diễn ra vào 18 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2013 khiến tuyến cáp quang phân đoạn Vũng Tàu-Hồng Kông bị đứt. Sự cố khiến tốc độ truy cập Internet của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước khai thác trên tuyến cáp quang này bị ảnh hưởng. Không ít người dùng trong nước gặp sự cố hoặc khó khăn khi truy cập vào các dịch vụ trực tuyến và các trang web đặt máy chủ ở nước ngoài. Tuyến cáp quang quốc tế biển AAG có chiều dài gần 20.000 km, bắt đầu từ Malaysia và kết thúc tại Mỹ. Nhánh rẽ vào Việt Nam có chiều dài 314 km, cập bờ tại Vũng Tàu.